Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft bí kíp luyện rồng. Và tập trước thì mình đã có cởi cái em rồng Nether này nè để đi trả thù cho bé rồng lửa đã bị đánh bại và cũng như mang về được rất là nhiều vải rồng sau chuyến khám phá đó. Ở trong rương này thì mình còn tới nửa stack vải rồng gray lận á, thế nên bây giờ thì mình sẽ chế tạo tạm một set đồ rồng gray nhá, cũng như là thay thế set đồ rồng emerald luôn vì set đồ rồng emerald đã bị hỏng rất là nhiều rồi. Đây, cuối cùng là cái đồ ổn nè. Và sau đó thì mình sẽ mang thật là nhiều những cái lily đem đi lên trên để anh chanh một xíu nhá, sẵn tiện test độ may mắn luôn. Ở đây thì mình có 41 level lận á, nên dư sức mà anh chanh. Mình sẽ anh chanh trước cái nón đi. Chậm hỏng 3 hả? Đối với cái nón có chậm hỏng 3 thì cực kỳ tốt, nên mình sẽ anh chanh thử. Và ui, nó còn có bảo vệ khỏi lửa 4 nữa cơ. Wow, đúng cái dòng mình cần luôn á, tại vì rồng lửa thì thường sẽ đốt rất là đau luôn. Kế tiếp là cái đồ ổn nè. Ổn thì bảo vệ khỏi sát thương khi rơi 4. Wow, xịn nha, cái này thì lấy được. Nhưng mà nó chỉ có đúng vòng vòng đó thôi. không sao, một xíu có gì mình đem qua cái bàn enchant bên này nè để mình nâng cấp thêm cũng được. Kế tiếp nè, cái quần là bảo vệ 4. Áo cũng bảo vệ 4, ok mình sẽ lấy cái áo bảo vệ 4 đi, nó sẽ xịn hơn. Đây, và cho thêm cái event thorn nữa. Nhưng mà nó lại bị giảm cái tốc độ rồi. Một xíu mình sẽ sửa cái chất lượng nó sau. Và cuối cùng là cái quần bảo vệ khỏi lửa 3, tạm ổn. Chỉ có vậy thôi ha. Và ba món đồ này thì chỉ có mỗi cái áo là chất lượng kém, thế nên mình sẽ cho vô bàn anh cha, bàn Reforging Station này nè, để mình sửa lại nhá. Đây, mình sẽ cho vải vào và đập một cái. Đó, bây giờ thì nó đã hết bị trừ rồi. Và coi nào, cái ủng chưa có chất lượng nên mình sẽ đập thêm một lần. Ui, nó trừ nữa rồi. Nè, cái này được nè, cộng 10% tốc độ lần á, tức là khi mình mang vào thì mình sẽ chạy nhanh hơn, đúng không? Ồ, nhanh hơn một xíu nè. Mặc full set đội coi. Wow, xịn thiệt luôn á. Và ngoài ra thì mình có up được 3 quả trứng rồng nguyên tố ở tập trước, không biết bây giờ đã nở chưa nữa. Ui, hình như bắt đầu nở rồi. nở rồi. Ui, bay một lượt luôn, không biết có cần cho ăn không. Ui, mình đã thuần phục từ tập trước luôn á, tại vì trong lúc mình thấy mấy quả trứng ở đây lâu quá mình có cho ăn á, ai dè đã thuần phục được ngay từ trong trứng rồi. Và giờ coi nào. Ui, mình có thể xem được thông tin luôn. Ồ, hay nha. Tạm thời á thì mình sẽ cho mấy em này ở bên ngoài này một thời gian đi, rồi một xíu sau khi khám phá về thì mình sẽ dẫn vào trong nhà để chơi nhá. Ui, không biết đây là rồng lá gì đây. Rồng lá cái hả? Bé rồng lá là rồng lá cái các bạn ơi. Còn rồng nước là rồng nước cái luôn. Hai bé rồng cái rồi. Em này thì sao? Ui. Ba cô công chúa một lượt luôn á. Không có bé rồng nào là được hết trơn. Thôi kệ, cái cũng tốt mà, tại vì mình có vàng rồng được khá là hùng hậu á. Rồi, và kế tiếp mình sẽ vô bên trong này nè, chế tạo một vài thứ. Vì trong ngày hôm nay mình dự định sẽ làm hết những cái món đồ từ máu rồng, từ những cái món như là kiếm này cho đến rìu, cũng như là những cái boomerang nữa. Một xíu thì mình sẽ thử chế tạo hết. Nhưng mà trước khi để chế tạo thì mình cần phải chuẩn bị những cái lọ thủy tinh, vì trong ngày hôm nay mình dự định sẽ đi đánh thêm rồng đó. Coi nào, mình còn thủy tinh không ta? Mình nhớ là mình còn nhiều thủy tinh lắm. Đây nè, ở đây còn một ít thủy tinh nè. Mình sẽ đổi ra những cái lọ thủy tinh nha. Đây, đổi ra giống như vậy. Được bao nhiêu nữa đây? 16 hả? Ui, 16 là dư sức để mình có thể lấy được máu rồng rồi. Tại vì ở nhà mình có tới bao nhiêu đây ta? Có 9 lọ lận á. Và với số kim cương mà mình đang có trong nhà giống như vậy nè, thì mình có thể chế tạo một món, đó chính là Diamond Key. Đây chính là chìa khóa kim cương nè, một món rất là đặc biệt để mình có thể triệu hồi thêm một con boss phụ và đánh trong ngày hôm nay đó. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải có một cái Soul Glazer, và cái này thì được chế tạo từ xương kim cương cũng như là vàng. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị nhé. Đầu tiên là xương nè, lấy một ít thôi, khoảng 4 cái đi. Kế tiếp là vàng thì chắc cũng khoảng 4 cái. Và cuối cùng là một cái coi nào, cuối cùng là một cái viên kim cương nữa. Kim cương thì có luôn. Rồi, và sau đó thì mình sẽ ấn theo công thức nhanh
Giống như vậy, nói vậy là mình đã được cái soul laser rồi, giờ tụi mình sẽ bao bọc nó bằng những viên kim cương nhá, giống như vậy nè. Búp. À, hình như phía trên này mình cần phải có một cái sao nether nữa cơ. Đây có sao nether luôn. Đây là cái sao nether mà mình đánh con boss Wither ở tập trước á, nên bây giờ mình dùng nó trong việc chế tạo cái chìa khóa kim cương và bọc thêm một lần nữa bằng những viên kim cương nhá. Là mình đã tạo ra được một cái chìa khóa kim cương rồi. Ta da, có chìa khóa kim cương nhá. Và cái chìa khóa này có công dụng đó chính là kích hoạt một cái pho tượng để tạo ra một con boss và mình có thể đánh bại nó. Nhưng mà trời thì cũng đã tối rồi, chắc bây giờ mình sẽ ngủ một giấc đi, rồi cũng như mình sẽ khai thác một mớ hắc diêm thạch nữa rồi chuẩn bị đánh boss nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ mang những set đồ rồng mà mình chế tạo được từ hôm rày á. Giờ mình chỉ còn có mỗi cái set đồ rồng emerald à các bạn ơi, nên mình sẽ treo tạm nó trong này nhá. Đây đặt xuống nè, treo tạm cái ủng quần rồi tới áo nón thì mình bị hư mất tiêu rồi. Hình như bên phía dưới á mình còn một set đồ rồng băng nữa hay sao á, đúng không ta? Rồng băng nè, còn nè. Ủa còn cái ủng đâu? Ủa hình như bị mất cái ủng rồi. Đúng rồi, cái ủng mình bị mất rồi á, nên không sao đâu, từ từ thì mình sẽ chế tạo lại sao cũng được. Giờ thì làm thêm một cái giá treo đồ nữa đi. Công thức của giá treo đồ thì mình sẽ đặt giống như vậy. Đó, rồi sau đó treo nốt lên nhá. Và ở trong rương mình á, mình có kiểm tra rồi, vẫn còn hắc diêm thạch các bạn ơi, nên không cần phải đi xuống hang để đào đâu. Mình có thể sử dụng nốt số hắc diêm thạch còn lại để triệu hồi con boss cũng được, vì nó cũng không tốn quá nhiều á. Rồi, một set thì thiếu mất tiêu cái ủng, một set thì thiếu mất tiêu cái nón. À, cái này nó bù trừ lại cho nhau á. Giờ thì mình sẽ đi xuống tầng dưới đi, đi xuống đường này cho nó nhanh. Rồi, xuống dưới nè. Và lấy hắc diêm thạch ở trong này ra. Chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Đánh con boss này thì mình nghĩ nên đi xa xa một xíu đi, chứ đánh gần nhà thì mình cũng lo lắm ấy, sợ nó phá hủy cái khu vực xung quanh chỗ mình ở. Chỗ này thì cũng không tốt. Qua đây xíu nữa coi coi còn chỗ nào yên bình hơn không ta. Đặt bán đồ thì chỗ này cũng không ổn. Chỗ nào giờ chỉ có chỗ ba lô của núp mà, tại vì chỗ đó rất là xa nhà mình luôn á, nên thôi giờ tạm thời qua chỗ ba lô của núp thêm một lần nữa nè, và triệu hồi nó ngay chỗ mà mình đánh con boss Wither luôn đi. Ui đây tàn tích. Trận chiến Uber vẫn còn nè, mình sẽ triệu hồi nó ngay vị trí này. Đầu tiên á thì mình cần phải đặt xuống phía dưới. Ơ chết, chưa 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 chưa, còn thiếu một thứ không kém phần quan trọng, đó chính là một cái khối kim cương. Mình chỉ mới có ba thôi, mình sẽ lấy ra thêm khoảng 9 nè và nén lại tạo thành một cái khối kim cương nhá. Rồi đó, giờ thì đã đầy đủ đồ rồi, tha hồ mà đánh boss luôn. Trở lại chỗ ba lô của núp và đặt cái pho tượng xuống thôi. Bây giờ mình sẽ xây pho tượng trước các bạn ơi, rồi sau đó mới kích hoạt bằng cái chìa khóa kim cương được á. Pho tượng thì mình sẽ đặt theo hình dáng giống như vậy. Đây là cái phần chân nè. Kế tiếp là cái phần mình, cũng là cái phần mà mình có thể kích hoạt được á. Và sau đó là mình sẽ đặt ngang giống như vậy. Cuối cùng là ui, hình như thiếu rồi. Hình như thiếu rồi, thiếu hai khối rồi. Về thêm một lần nữa coi, không biết mình còn không ta. Mình nhớ là trong đây mình còn nhiều lắm. Ủa, cái gì thật, mình nhớ mình có nhiều nè, nè, con nè. Rồi nha, giờ thì đã đầy đủ rồi nè. Mà khoan, đánh boss thì cũng cần phải có cái để trị thương nữa. Để coi nào, trong đây thì mình có táo vàng nè. Còn cái gì nữa không? Ui, ui giật hết cả mình. Em rồng đi đâu trong đây vậy, đói hả? Ok anh cho ăn nè. Trời ơi quên mất, mình quên cho mấy bé rồng ăn nữa, đói chạy vô nhà mình rồi ăn luôn á. Đây cho em này ăn nữa, rồi no bụng hết rồi nha. Và mình sẽ lấy cái amulet để bắt em ấy lại luôn các bạn ơi, để không thôi em ấy đòi đi theo ngoài à. Đây bắt em lại nhá. Và mình cần phải lấy thêm ít cái medkit nữa để mình có gì còn chỉ lại mấy vết thương bị con boss nó đánh á. Giờ thì đặt nốt hai cái khối này và chúng ta sẽ cùng nhau đánh boss nha. Đây là một trong những con boss rất là mạnh đó, không có thời gian để chạy đâu. Đây là phần tay nè. Thôi tao đừng chạy đâu ta, bà chủ đừng chạy trước các mọi người, không thôi chạy không kịp á. Cái này mình có thể chạy lên trên cũng được. Rồi tạm thời thì mình sẽ để táo vàng phía dưới để xíu ăn nè. Medkit để trị vết thương để mình ăn khi đói, và mấy cái thứ không cần thiết mình sẽ cất tạm vào trong ba lô cho nó an toàn. Rồi trận chiến với con boss. Đầu tiên nè, làm ngụm nước cho đỡ khát trước đi. Rồi ăn uống đầy đủ rồi đó nha, và bây giờ mình sẽ bắt đầu kích hoạt con boss thôi. Xuất hiện, ui, nó tạo ra một cái chiến trường lava các bạn ơi.
Ui đánh lẹ ông Olava nó tràn vô. Ai ai. Ui. Ui con boss này nó tạo ra lava. Ai ai. Ui con boss này ghê thiệt á. Nó tạo ra quá trời lava luôn kìa. Ăn trái táo này coi. Ui người mình bị vết thương quá trời luôn. May mà có giáp rồng nên nó cũng đỡ đi một phần. Ủa nhưng mà sao mình dùng medkit này không được ta. Ui chết rồi. Mình dùng medkit này không được rồi. Thôi kệ bắn tạm nó bằng cái nỏ này đi. Chứ giờ mình áp sát nó cũng hơi nguy hiểm. Rồi chuẩn bị nè áp sát là tấn công liền nha. Rồi ok. Đánh nó ngay vị trí này vẫn được. Ủa nhưng mà nếu lava vậy rồi sao mình lấy đồ ta. Ồ mình cần phải giải quyết cái vấn đề đó ngay. Tại vì nếu mà lava như vậy thì mình sẽ không lấy đồ khi mà mình đánh bại con boss này được đâu. À, tìm trái táo thôi coi. Hy vọng là nó đồ của nó sẽ không bị cháy khi mà rơi xuống lava nhé. Nếu không thôi mình sẽ mất hết những thứ mà mình đã dành ra để tạo ra con boss. Ui may mà con boss này nó cũng không có quá mạnh. Chỉ cái là nó tạo ra những một cái chiến trường lava hơi nguy hiểm thôi. Ủa kìa, ui cái chỗ này sắp tới hết dùng được rồi. Con boss này quậy ghê luôn ấy. Wow, nó tàn phá hết mấy block để nó lấp bằng lava các bạn ơi. Tính ra con này cũng khỏe phết hết chứ. Mà hên ở đây có cái hồ, mình tận dụng nó để có thể đánh con boss này luôn. Vậy là con này mình có thể đánh nó không mất máu bằng cách đứng ở khoảng cách nhất định giống như vậy nè. Và có miếng nước ở phía dưới chân á là không sợ bị mất máu luôn. Giờ thì chuẩn bị nằm xuống đi. Con boss lava kia. Coi nào, coi nào. Rồi ra kem dung nham. Một cái Infernal Soul Stone, bột quỷ lửa, hang. Còn gì không? Ủa có vậy hả? Trời ơi, ta dùng một đống kim cương để đánh con boss mà không rơi ra cục kim cương nào để ta gỡ vốn nữa. Thì thiệt luôn á. Ui. Ai ha, quái vật lửa. Quái vật lửa hả? Dám. À, mình nhớ rồi. Mấy con này ưa cà khịa mình lắm nè. Đợt trước đánh rồng nó cũng cà khịa mình một lần. Cà khịa nữa đi mấy anh bạn. Dám cà khịa mình, thấy mình hiền ăn hiếp hoài luôn ấy. Rồi giờ mình sẽ nhặt nốt mấy thứ mà nó rơi xuống nè. Lại nàng tiên bướm đây chị thương đi. Giờ mình cũng đang bị sốc nhiệt á, nên phải rất là cẩn thận. Và mình sẽ vứt bớt những cái thứ không cần thiết, chẳng hạn như cái này. Cái này nè. Vậy là tính ra mình không cần dùng medkit luôn á. Làm chuẩn bị cả đống à. Và không biết cái Infernal Soul Stone này dùng để làm gì nữa. Mình cũng chưa biết nó dùng để làm gì, nhưng mà tạm thời á thì mình sẽ dịch chuyển về nhà và test thử luôn đi. Cái gì không biết thì mình cần phải test trước các bạn ơi. Và mong rằng nó đừng có ảnh hưởng gì đến xung quanh nơi ở mình nha. Chỗ mình hiếm lắm mới có được nơi ở đàng hoàng giống như vậy á. Rồi đứng xa xa nhà một xíu nè. Hy vọng là nó sẽ ra một cái gì đó tốt tốt cho mình. Qua bên đây luôn đi cho chắc cú. Rồi chuẩn bị. Ba la. Ui. Ui, đàn em hả? Ồ, hình như đàn em của mình các bạn ơi. Nè. Đúng không? Chưa để mình giết tạm gì để che cái thanh chế tạo các bạn ơi. Ui, đừng. Ui sao lại xuống nước? À, đây là con dơi được triệu hồi từ nhúng nham mà mình thường gặp nè. Ê, đừng. Đi lên. Ui, em bét này. Đừng nha. Ui, có ăn thịt. Hên, ăn thịt sẽ hồi máu các bạn ơi. Và nhìn trên thanh này á, thì mình thấy có vài cái như là chứa rương nè, chứa yên cưỡi nè. Mình leo lên được chưa? Shit. Ngồi yên nha. Tại vì mình trong đây nó có hiện cái dòng cho ngồi xuống nè. Rồi PVP thì mình sẽ tắt đi để không thôi á, cứ bay bay theo mình đánh thì mệt lắm á. Rồi tạm thời thì ở đó đi. À thì ra cái Infernal Soul Stone đó nó sẽ triệu hồi ra một cái em bé sống như vậy. Vậy là bây giờ mình đã có đệ tử rồi đó. Ngoài có mấy em rồng để mình cưỡi thì mình còn có một em bé nữa cơ. Nhưng mà ở đằng đẳng thì mình thấy có hai ô chứ. Một ô là hình như chứa rương thì phải. Để bây giờ mình sẽ thử làm một cái rương nha. Đây công thức của cái rương thì giống như vậy. Nó cũng như là một cái giáp ngựa. Mình thấy có icon của cái giáp ngựa.
Đây có hai cái món cần thiết luôn nè. Giờ thì tranh thủ qua anh kia test thử coi. Hy vọng là có thể trang bị được cho em ấy hai món này. Và mong sao mình có thể cưỡi được luôn thì càng tốt. Tại vì bây giờ thì mình vẫn chưa có thể bay lượn. Nếu mà không có mấy bé rồng trợ giúp được á, nếu mà có một bé bé để dẫn đi khám phá thì cũng hay. Đây cho cái rương này vô nè. Ồ chứa đồ được luôn. Cho giáp được luôn nè. Cho cưỡi chưa? Nhưng mà không có cho cưỡi. Hình như em bé này không cưỡi được hay sao á các bạn ơi. Follow nè, đi theo. Qua đây. Ồ cũng đẹp chứ bộ. Lúc đầu mình thấy hơi đáng sợ nhưng mà em này mặc giáp vô nhìn cũng không có nguy hiểm lắm các bạn ơi. Dù sao đây cũng là một đệ tử của mình đó nha. Nên đừng có chê dù bề ngoài không có bắt mắt. Rồi tạm thời á thì mình sẽ lấy cái giường ngủ của mình ra đây để mình ngủ tạm một giấc ở ngoài bờ hồ cũng được. Rồi sáng thức dậy á thì chúng ta sẽ bắt đầu cái hành trình đi đến cái hang rồng mà mình tìm được trong thời gian với hai tập nhá. Em đó thì đứng ở đấy đi. Từ từ mình sẽ trở về và cho ăn sau. Và mấy món đồ này thì mình sẽ cất vào trong nè. Cất đánh với rồng hả ta? Mình nghĩ đánh với rồng thì chắc mình phải cần xô nước rồi. Không có xô nước là không có dập lửa được đâu á nha. Rồng phun lửa là chết cháy như chơi á. Rồi coi còn cần chuẩn bị thêm gì không nè. Đánh với rồng hay là mình sẽ mang theo những em rồng này để trợ giúp ta? Được á, sẵn tiện mình sẽ huấn luyện thêm luôn. Trong đây mình còn mấy cái amulet nha. Mình nhớ mình có mấy cái Ngọc Ender nè, để bây giờ mình làm mấy amulet cũng được. Tại vì công thức amulet nó rẻ rề à. Chỉ cần có Ngọc Ender là được. Với lại mình có khá là nhiều chỉ ở trong rương nữa. Đâu rồi, chỉ ở đây. Kết hợp với một cục đá. Đá cuội thì có quá trời trên này nè. Và tạo ra cái amulet. Ăn công thức đi. tại vì mình không có nhớ rõ. Nè, làm được 3 cái luôn. Và giờ thì mình sẽ bắt hết ba em này dẫn đi đánh nhau chung với mình trong một trận chiến với con rồng ở dưới hang nhá. Và xô nước ở đây luôn. Có đầy đủ những thứ mình cần rồi. Và sau khi về thì mình sẽ cố gắng lấy thật là nhiều những cái máu rồng nhá. Một em, hai em, ba em luôn. Úi, rồi được rồi. Em rồng băng lần này lần đầu tác chiến không biết có kết hợp ăn ý không nữa. Rồi giờ thì mình sẽ đi đến cái đài cái hang rồng nè. Cái này nó đó. Lúc mới rơi xuống các bạn có thấy con rồng bên trong không? Cái này nó nằm kế cái ravine các bạn ơi, mình vô tình phát hiện thôi. Mình vừa chợt nhớ là mình không có cây cúp để đào á. Thế nên bây giờ mình sẽ về để lấy những cái vải rồng nether nè. Và chế tạo ra cho mình một cây cúp bằng vải rồng nether luôn nhá. Sẵn tiện sử dụng trong việc đào bới trong thời gian sắp tới luôn. Và để sử dụng tốt hơn á thì mình sẽ enchant một cái dòng đó chính là hiệu suất nhá. Đây chế ép đúng hiệu suất thôi, nó cũng không có quá mắc á. Nó tốn có 2 level mà được tới hiệu suất 5 lận. Cực kỳ xịn luôn. Giờ thì mình sẽ uống một ngụm nước nè. Và sau đó dịch chuyển lại chỗ của con rồng nha. Đây dịch chuyển lại chỗ của con rồng nè. Đánh con rồng này á thì mình nghĩ không nên đánh chày cối đâu. Tại vì nó cực kỳ mạnh luôn á. Mới đào gặp rồi. Con này nó cực kỳ mạnh luôn chứ không phải dạng yếu. Nên bây giờ thì mình sẽ bắn cho nó thiệt là yếu đi. Rồi sau đó cho mấy bé rồng của mình xuống cạp sau nha. Ui nó tỉnh rồi. Thấy mình chưa? Hình như chưa thấy. Nó không biết ai bắn nó luôn á. Con rồng ngu ngốc nè. Ui Nó thấy. Nó không ngu ngốc đâu các bạn ơi. Nhưng mà nó khá là yếu máu. Mình tin là mình có thể tự đánh bại được luôn. Dẫn mấy em rồng này theo chơi thôi. Ui nó lún cái đầu lên kìa. Nguy hiểm. Ăn trái táo vô. Dập nước. Ủa dập lửa. Và bây giờ thì mình sẽ dập mấy cái lửa này mà nó phun ra nè. Ui nó nguy hiểm ghê á. Ui tính ra nó không ngu ngốc đâu. Nó biết phun lửa nữa, nó thông minh rồi. À mình coi có cách nào để mình có thể bắn nó dễ hơn không ta. À, nó đâu rồi. Ủa nó mất tiêu rồi. Ê có mấy con quái vật này. Ui nó bay một phát đi lên trên rồi. Vậy là con rồng này nó thích tự do hơn là ở dưới hang các bạn ơi. Mỗi lần mình thức tỉnh á, nó sẽ bay lên bầu trời. Và sức mạnh của nó sẽ được bộc phát ra. Ui thế nó lại căng thẳng quá rồi. Không biết bay với rồng mình có thể sửa lại con rồng đó không nữa. Nhưng mà mong rằng là được nhá. Giờ mình sẽ coi có món đồ quý giá nào trong này mình có thể lượm được không. Thì mình sẽ lượm về.
mà mình thấy toàn là thứ gì đâu không à. Không có đồ xịn như là kim cương á. Ê, con dơi này. Ủa, đây có phải con bé dơi nhà mình không? Đệ tử mình không? Ui, hy vọng là không phải nha. Trời ơi. Mình không muốn sát hại đệ tử mình đâu. Rồi giờ thì mình sẽ cho một em rồng Nether ra ngoài để mình cưỡi bay lên trên nha. Rồi sau đó mình chịu hồi ra thêm hai em rồng nữa để mình đánh nhau với con rồng hoang dã trong hang này. Nói ra rồng trong hang chứ thật ra mấy con rồng này thích ra ngoài lắm. Rồi đâu rồi? Ui, nó ra ngoài một phát nó bay mất tiêu luôn, mất dấu luôn rồi. Ở đây có Hierophy nè. Ở đâu rồi ta? Bây giờ mình cần phải tìm lại con rồng đó nữa mới mệt hết chứ. Ồ, cổ ghê luôn, tưởng đâu quánh nhau với nó trong hang thì khỏe, khỏi phải chạy đi tìm á. À đây 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 đây. Đây nè, đây nè. Tác chiến thôi em rồng nè đời. Ồ, chưa. Mình có ý này. Ê, chưa, đi ra xa một xíu, mình bàn bạc xíu. Rồng Nether á đã ra tay một lần rồi, hay là mình sẽ cho rồng lửa phục thù ta. Tại vì đợt trước bị một con rồng hoang dã đánh nha, muốn ngõm luôn á, nên bây giờ mình sẽ cho em rồng lửa cơ hội để phục thù nha. Mình nghĩ em ấy chắc cũng muốn lắm. Giờ mình sẽ ăn trước, uống miếng trước một miếng nước nè, cho nó đầy thanh nước đi. Rồi sau đó bay lên trên và cùng em rồng tác chiến nha. Hy vọng là có thể đánh bại được nó. Rồi giờ thì chiến đấu thôi. Vết thương của mình thì còn khá khá nên mình sẽ ăn tạm một cái trái táo vàng cho chắc cú nha. Con rồng nó mạnh lắm, không phải dạng yếu đâu. Rồi, giờ mình sẽ thử coi bắn nỏ. Bắn nỏ vẫn được thì hay quá. Mình sẽ lợi dụng khả năng bay lượn để tấn công nó tầm xa. Rồng nè, một hit. Được không? Ui, bắn ngọc ơi. Ây, bắn nè. Chiến đấu, phun lửa em ơi. Phun lửa này. À, nó cạp mình. Dám cạp mình hả? Cạp mình này. Mình sẽ bắn nó. Chưa. À, vô cái. Ủa, nó phun mình liên tục luôn đấy. Ui, mình mới mắc kẹt thôi. Ui. Ê, bình tĩnh. Au, đừng phun anh. Ui. Ui, no. Bình tĩnh rồng lửa ơi. Ui, hình như rồng lửa không kiểm soát được sức mạnh các bạn ơi. Nó chết rồi, đừng phun nữa. Nó chết rồi. Bình tĩnh lại. Ai. Ui, kích động rồi. Ui, bình tĩnh em. Mấy rồng lửa muốn phục hồi mà gắt quá à. Vì đâu phun lửa tới tấp, tới lúc mà con rồng đã bị đánh bại vẫn còn phun luôn. Wow. phải vậy chứ. Và này có gì không? Tuyết chưa tưởng đâu cái lướt bát không à. Và đây chính là xác con rồng nè. Và bây giờ mình sẽ xuống dưới để lướt nha. Mình sẽ vứt bớt những thứ không cần thiết đi và lấy ra những cái lọ thủy tinh nè và lấy máu rồng thôi. Con rồng này không biết cấp mấy nữa, nhưng mà với kích thước này thì mình nghĩ nó tầm... Ồ, chưa. Lấy thêm cái lướt bát trước. Ở nhà mình có 9 rồi hả ta? Mà trong đây á, mình coi Rayrun. Ở trong đây thì có khoảng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Chắc là mình phải... Mà 20 cái đó chắc mình không chế tạo hết đâu. Chế tạo khoảng phần nửa thôi các bạn ơi. Chứ chế tạo hết thì nó lại phí máu rồng á. Nên chắc mình sẽ lấy khoảng 6 lọ nữa đi. 6 lọ nữa nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi. Kế tiếp á thì mình sẽ lấy nốt cái phần... Ui. Ui, lấy được có một xíu vải à. Không có vải luôn. Biết gì mình lấy nốt cái lọ kia là máu rồng luôn á. Rồi mà thôi kệ, cho mình miếng một cái trái tim rồng thì cũng ok rồi. Và con rồng đó chỉ mới cấp 4 thôi. Tưởng đâu nó cấp 5 á thì còn cơ may ra trứng rồng, chứ cấp 4 thì hầu như là không rơi ra được trứng rồng đâu các bạn ơi. Và giờ mình sẽ vứt đi những thứ không cần thiết giống như vậy nè. À, tưởng đâu con rồng này khó chơi dữ hay gì, nó cũng không quá khó ha. Và đằng kia có một tòa tháp. Sẵn tiện mình đang cần kim cương để sử dụng trong thời gian sắp tới, nên mình sẽ bay lên đằng đó nè và farm thêm kim cương luôn nha. Tại vì mỗi tòa tháp như vậy sẽ có một con boss và chứa kim cương bên trong á. Rồi, giờ thì mình sẽ đi đến mấy cái tầng mà nó có kim cương thôi. Cái này cũng có thể dễ dàng đập được bằng cây cúp nè. Đó, kim cương. Lượm kim cương là chính nha các bạn.
Đấy, được hai viên kim cương với một ít cái chắc nhờn cũng như là một cái tool belt hả? Ủa, cái tool belt khá là tiện các bạn ơi, mình có thể có thêm slot chứa vũ khí á. Ấy, thằng này có mấy con quái, để mình xử hết mấy cái này để loot đồ nhá. Ui, ui cái này cuốn sách gì mà cấp độ 4 vậy, lượm luôn. Chưa biết đi ông gì nhưng mà tạm thời cứ lượm đi các bạn ơi, nó cấp độ 4 thằng đó. Ấy, hổm sượt nè, nhỏ mà hổm sượt. Rồi xuống dưới coi. Lại là ui. Nó suýt nữa là nó bắn chết đồng minh đó rồi. Mình sẽ đập cái này ra. Công nhận cúp rồng á, xịn ghê luôn, đào cực kỳ nhanh luôn á các bạn ơi. Nên mình rất là dễ dàng trong việc đập spawner. Ấy, rớt rồi. Chưa lướt hết đồ mà. Đây mình sẽ lên trên để lướt lại đồ nha. Ủa rồi ra cái medkit nữa kìa. Trong này một cái quần, một cái quần cân bằng nhiệt độ nè. Được, 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 được. Đúng cái đồ mà mình cần luôn á. Lượm ít vàng nữa đi. Medkit mình coi mình dùng được không á đã. Nãy giờ mình dùng cái medkit kia mà nó không có lên máu các bạn ơi, không hiểu sao luôn á. Mà giờ thì cây kiếm mình nó hút máu là cũng gần đầy rồi. Nên chắc cũng không cần dùng lắm đâu. Rồi cắt mấy em rồng vô trong cũng được nè. Và đi xuống dưới tiếp nha. À, loot bag nữa. Phải lượm về một xíu để còn có cái mà mở nữa chứ. Rồi đi tiếp, đi tiếp. Tầng này nè, đập spawner đó, đập siêu nhanh luôn. Giờ mình chiến đấu không cần khiên cũng được tại vì nó đã có sự hút máu từ thanh kiếm này đó. Vết thương mình có thể chữa lại bằng việc tấn công tiếp, đánh bại con này một cái lướt bát nữa. Ấy, dám đánh mình hả? Mình có dòng thon đó nên nhiều khi nó quấn mình nó cũng bị dính sát thương ngược á các bạn ơi. Và một ít cái lưu ly nè mình sẽ lấy về luôn. Các máy lên trên đi và đi. Ấy, nó quấn mình nè. Đó đó, nó tự đánh, nó tự bật lùi luôn á. Wow, hơi bị xịn. Ê, quá giật. Nhưng mà bù lại thì nó sẽ lấy đi độ bền của cái món đồ mình đi rất là nhanh á. Và phía dưới như có con boss hay sao rồi. Tại vì mình thấy cái tầng này nó đã không bị lủng nữa, nên phải cẩn thận à. Chắc chắn rồi chứ gì nữa, đúng không? Ủa? À đúng rồi kìa, con boss kìa. Bắn nó, bắn nó, bắn nó. À, bắn, bắn. Đánh đánh sáp lá cài với người luôn, không cần chạy trốn như lúc trước nữa. Hay là mình dùng cúp đánh sỉ nhục nó luôn ta. Sỉ nhục người bằng cái cúp, cúp rồng nè. Đừng có đùa với cúp rồng, bổ người luôn. Có thêm kim cương. Và trong này là rất là nhiều đồ, mình sẽ lấy một phát hết luôn nha. Đây cái này cũng vậy nè. Lướt kiểu cấp tốc các bạn ơi. Ui chết rồi, bị lọt rồi. Nhảy lên lại và lướt đồ cấp tốc thôi. Không biết tòa tháp này có bị sập không nữa. Ơ, nhưng mà nó có thêm trái tim nè, để bên con mình ăn được nữa không? Ui, ăn được nữa luôn. Giờ máu của mình nó lên tới 3 hàng rồi á, hơi bị nhiều luôn. Đây, lượm thêm ít cái bột nữa nè. À, rừng này thì mình đã lấy hết đồ rồi. Ok, vậy là mình đã có thêm được bao nhiêu viên kim cương đây ta? 24 viên kim cương mà không cần đi mai luôn á, quá là xịn. Và bây giờ thì chắc mình sẽ dẫn mấy em rồng trở về nhà sau cái trận đại chiến với con rồng hoang dã vừa rồi nhá. Và sau chuyến khám phá ngày hôm nay á, thì mình đã mang về nhà một mớ đồ rồi. Và nhất là những cái lọ máu rồng. Đây, được 6 lọ nữa. Ở nhà có 9, vậy là mình đã được tới 15 lọ máu rồng rồi. Không chần chờ gì, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào công việc chế tạo vũ khí rồng nhé. Và trước tiên mình cần phải làm một vài cái phần cán trước. Và chủ yếu những cái món như kiếm rồng á, thì mình cần phải có handle cơ. Nên mình sẽ tạo ra khoảng 14 cây handle để dành luôn đi. Và đầu tiên á thì mình sẽ làm một cây, đâu rồi ta, long so hả? Long so thì cần 4 xương rồng. Ok, làm một cây trước nha. Kế tiếp là saber nè. Wow, 2 cây. Rồi tới rapier. Đó, đây là món mà mình thích nhất luôn, sức tấn công siêu nhanh. Và một cây dagger, kiểu như cái dao để bên hông á các bạn ơi, nó bé xíu à nhưng mà nó tấn công rất là nhanh nhá. Còn gì nữa ta? Giờ thì mình tới một cây spear rồi, cây gậy á. Và mình cần phải có một cái bow cơ. Bow hình như công thức nó khác so với cái handle thì phải. Ờ đúng rồi, nó cần nhiều hơn nhưng mà mình vẫn có thể làm được. Đây mình sẽ làm trước một cây. Ý, cái spear này như để phóng thôi á. Mình nhớ không làm cái này để phóng á. À không, cái này dùng để đánh. ngoài ra nó còn có một cây pie nữa nè. Cái pie hả? Còn cây nào khác không ta? Mình không muốn tốn quá nhiều trong việc. Ui, ủa cây kiếm gì nhìn đẹp vậy? Ui, nó kết hợp từ hai cái luôn á. Đây mình sẽ làm thử cây kiếm đó coi. Đây nè, cây lance.
À đây. Wow, nhìn đẹp cực luôn á. Nó dài chứ kìa. Đánh cũng tương đối nhanh. Wow, được được được. Và mấy món đồ rồng này thì mình sẽ cất tạm vào trong cái ba lô này nhá, nhìn cho nó đẹp gọn gàng xíu với lại mình dễ chế tạo hơn á, chứ để trong kho đồ nhiều quá nó hơi bị rối á các bạn ơi. Rồi cất hết vô trong rồi nhá. Và bây giờ thì mình sẽ chế tiếp một cái món liên quan về rìu đi. Ở đây có X X rìu đâu ta, đây nè, đây nè, Bestoax, một cây rìu chiến đấu. Công thức của nó cần gậy nè, handle cũng như là 5 khúc xương rồng. Ok, mình sẽ lấy thêm có xương rồng mình đủ rồi mà. Ok, giờ thì làm luôn thôi. Bestoax đây nè. Một cây rìu chiến đấu. Wow, xịn nha. Cái này nó có thể thay thế nè, có thể chặt gỗ luôn á và hơi bị nhanh là đằng khác. Nên vừa có thể sử dụng trong việc tấn công, vừa có thể làm một món để mình đào luôn, cực kỳ tiện. Còn thiếu gì không ta? Hình như chưa có hammer thì phải á. Boomerang chứ. Boomerang thì ui nó lại ghẻ quá, cần có một xương rồng à với một ít cái ván gỗ. Đây mình sẽ chơi hẳn gỗ. Con vân sam đi, con vân sam mình có nhiều nè. Và còn phải có cái cưa nữa cơ. Cưa trong ba lô thì phải. Đây có cưa luôn nè. Và cưa ra thôi. Mình sẽ cưa ra 2 lần. Rồi công thức của nó là xương rồng ở trong gốc và gỗ ở hai hướng ngược lại. Đó, vậy là mình ra có boomerang và phóng được không? Piu 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 piu. Wow, boomerang này chơi hơi bị sướng luôn á. Nó. Xịn xịn xịn. Piu. Nhưng mà mình chưa biết biết cách phóng á, nên nó phóng cục nghẽn à. Nó không có xa lắm á các bạn ơi. Hay là mình phải cho máu rồng vào thì nó mới dùng xa ta. Tạm thời thì cứ như vậy đi. Coi còn món nào từ rồng mà hay hay không. Cung hả? Cung rồng thì cũng không quá khó chế tạo. Ok, là một cái cung rồng thì chắc cũng không sao đâu. Công thức của cung rồng thì mình cần phải có chỉ nữa cơ. Chỉ thì ở trong rương này có đây. Đây mình sẽ lấy ra một vài sợi chỉ nè. Rồi, giờ thì ấn theo công thức thôi. Búp. Đó, một cây cung rồng nha. Ủa nhưng mà mình phải nâng cái một cái agility lên nữa cơ. Biết nâng lên cấp mấy ta? Cấp 18 lần á. Nè nâng lên luôn, sợ gì, mình có nhiều kinh nghiệm mà. Và quên mất bên skill này á, chúng ta còn có nâng cấp một vài kỹ năng, chẳng hạn như là attack đi. Mình có thể sử dụng cái điểm skill point nè. Battle Spirit là giết quái vật sẽ cho chúng ta sức mạnh hả? Ui cái này tốt nè. Wow, có được kỹ năng này thì mình sẽ tấn công xịn hơn á. Rồi kế tiếp thì agility sao? Cho thêm tốc độ di chuyển trên cỏ hả? Còn này là mình có thể nhảy, à kiểu như là đi giày cao gót rồi đó các bạn ơi. Ok, thử nâng cái này coi, tăng tốc độ di chuyển khi đi trên cỏ. Có thiệt không? Có thiệt không đấy, hay là dụ đấy? Thiệt không đó? Ủa mình thấy cũng vậy mà ta. Hình như nó tăng mà có một xíu thôi các bạn ơi. Thôi kệ, dù sao đó cũng là một cái skill bonus thêm mà. Rồi tạm thời thì vũ khí rồng thì mình còn thiếu. Ê, một con dao nữa nè. Ui con dao công thức rẻ lắm luôn á. Ok làm luôn. Vậy là nãy giờ mình được bao nhiêu món ta? 2, 4, 6, 8, 9, mới 9 món thôi à. Còn cái nào nữa, hay là hammer đi. Ở đây có một cái Warhammer rìu chiến, một cái búa chiến tranh hả? Được luôn, là một cái. Rồi tới một cái hammer bằng xương rồng nè, hơi bị tốn nha. Hammer xương rồng thì mình cần phải đặt theo công thức giống như vậy. Và một cái handle dưới. Đó, vậy là nãy giờ mình đã làm được 11 món rồi. Còn 4 món nữa, để coi coi mình suy nghĩ và mình làm nốt luôn nè. Mình sẽ làm một cây spear không ta? Spear không biết mình chế tạo chưa nhờ. Spear mình làm rồi, Spear mình làm rồi, suýt nữa chế tạo bị trùng rồi á. Một cây Hornbow. Ui cái này được nè. Hornbow được 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 được, cây đó hơi bị đẹp luôn á, một cây đao. Nó giống giống cây đao vậy á, mình ưa gọi vậy. Và đặt cây que vô. Ủa hay là ngược lại ta, hình như đặt gì mới đúng thì phải á. Đúng rồi, gì mới đúng nè. Rồi làm một cây Hornbow coi. Đó. Hiện tại thì các bạn nhìn thấy nó rất là bình thường đúng không? Nhưng mà một xíu khi mà mình cho máu rồng vào thì nó sẽ có khác bọt hoàn toàn. Khác bọt luôn á. Và coi nào. Còn món nào nữa không? Còn cây mace. Cái này nhìn giống cái xẻng quá à. Không biết có phải cái xẻng không nữa, nhưng mà mình sẽ thử làm nhá. Đây là một cây mace nè.
còn thiếu một cái khúc xương rồng. Cái đó thì không thể nào đâu, mình có rất là nhiều bên trong. Và giờ mình sẽ ấn nhanh một cái. Nó tạm thời thì mình sẽ chế tạo tầm này món thôi nhá. Và cất bớt những thứ không cần thiết vào bên trong nè. Sau đó thì mình sẽ lấy hết ra bên ngoài. À, đây mình sẽ lấy hết ra một lượt. Rồi, chuẩn bị cho món rồng vô thôi. Đây 15 lọ dư sức mà làm. Đầu tiên là Rapier đi, là món mình thích nhất. Đó, nhìn khác biệt hoàn toàn liền. Kế tiếp nè là một cây Cyber đi. Đó. Và một cây Lens. Tiếp theo là cung nè. Rồi tới Boomerang. Một xíu mình sẽ test Boomerang đầu tiên, vì mình đang thắc mắc là nếu cho máu rồng vào thì nó có tăng cái tầm mình sử dụng Boomerang không nữa. Tại vì mình thấy cái đó sử dụng trong việc tấn công rất là hay luôn á. Rồi, vậy là mình còn dư một lọ máu rồng rồi. Không sao hết, sắp tới mình sẽ dùng trong một việc khác. Và cất cái lọ máu rồng vô trong đi. Đó, cất vô. Và đây chính là dàn vũ khí mình chế tạo từ máu rồng nè. Coi nào, mình sẽ test trước là Boomerang. Rồi, test thôi. Boomerang. Nó cũng vậy hả? Kỳ vậy ta. 12 đam lận á. Nó 12 đam lận, để mình coi có con gì test không. Không có quái vật nào để mình test hết nha. Phóng xuyên lá được không? Ui, phóng xuyên lá không được. Phóng xuống nước được không? Nó tầm phóng nó cục ỉn. Không hiểu sao luôn á. Ui, xuống nước là nó sẽ bị mắc kẹt luôn á. À, đây, test chứ. Con mực này coi. Đánh thường thử, ui, đánh có một máu hả. Nhưng mà phóng một cái chết luôn. Wow, cũng được á. Bé hô thì mình không test đâu, dễ thương vậy mình không nở. Rồi tạm thời thì món Boomerang đã xong nha. Giờ thì mình sẽ test tiếp cây nào đây ta. Món nào mình nhớ có một món phóng được á. Cái spear này không dùng để phóng hả? Ủa gì, cây nào mới dùng để phóng ta? Mình không nhớ rõ nữa, nhưng mà nhìn sơ qua hình dạng thì mình sẽ chấm điểm nha. Ồ, cái này nó có hai lưỡi đao lận á. Và sức tấn công của nó là chỉ 7,25 thôi, khá là yếu. Nhưng mà cái cây Haybo nè. Đó, một lưỡi đao mà cực kỳ ngầu nha. Và sức tấn công là 20,25 lận. Wow, một sức tấn công có thể nói là có thể là cao nhất nhì trong game á. Coi có còn món nào cao hơn không. Mình nhìn trong dàn này qua, mình thấy có món đó là 20,25 thôi. Món kia làm gì đạt tới mức tấn công đó được. Có gì là đó là món có sức tấn công cao nhất rồi đó. Vậy là Hyper là một cái món vũ khí có sức tấn công cao nhất trong cái dàn vũ khí rồng nè. Rồi kế tiếp là cái Hammer này, coi có đập được không. Cái này dùng để chiến đấu các bạn ơi. Cái này là Hammer dùng để chiến đấu thôi, chứ không có dùng để đập nhá. Và nó cũng khá là đẹp nữa. Đó. Điểm thẩm mỹ cũng khá là cao nha. Mình chấm cái này khoảng 8/10 thôi. Còn cây Warhammer đâu rồi, nó cũng na ná như vậy. Warhammer. À, Warhammer là cái này nè. Được thiệt sự. Và mấy món vũ khí thì mình không cần phải review nhiều, tại vì mình đã từng chế tạo hầu hết mấy món này. Ngoại trừ cây Lens nè, mình thấy nó khá là dài nên mình thử chế tạo xem như thế nào á. Và có dịp mình sẽ test hết sức mạnh của từng món trong đây. Ui, cái dao phóng được. Ô, cái dao này nha, phóng được nè. Ô, cái này kiểu ám sát á các bạn ơi. Ôi, vậy là còn nhiều món mà hay quá trời luôn á. Cái cung này thì phải có mũi tên cơ, để mình thử dùng mũi tên thường coi có được không. Một mũi thôi, test đúng một mũi thôi. Không test nhiều đâu. Ui, bắn được. Pít. Wow, bắn xa cực kỳ luôn á. Xịn thực sự. Cái dao này cũng có thể phóng luôn. Vậy là hai cái món dao á thì chúng ta đều có thể sử dụng để phóng từ xa nha các bạn. Phóng hai cây hai cái cọp nè. Rồi đi ngủ thôi. Sáng thức dậy thì mình sẽ bắt đầu chương trình mở loot bag nhá. Nãy giờ lo chế tạo vũ khí mà bị cuốn quá, quên mất là mình cần phải mở loot bag nữa cơ. Bây giờ thì mình sẽ lượm những cái loot bag mà mình nhặt được nãy giờ nè, đem ra và mở thử nha. Hôm nay thì mình sẽ mở luôn mấy cái common luôn. Nhưng mà mình biết là nó sẽ không ra đồ xịn đâu, nên các bạn đừng có hy vọng quá nhiều nha. Rồi đầu tiên là một cái lạ là
Bastion hả? Bastion không biết không nghĩa là gì nữa nhưng mà mình nhớ rồi, ở CSS đó mình đã từng mở rồi, cái này nó cứ bị như quay hoài nè, hả? Là mở hoài luôn á. Không biết chừng nào mới ra được món đồ ở trong đó, thôi cất tạm đi, nó kiểu như nó ghẹo mình á. Rồi tới cái uncommon nè, vô trong đây lấy may mắn của mấy bé bò coi. Rồi chuẩn bị ba la, vô trong đây lấy may mắn của mấy bé bò coi. Rồi chuẩn bị ba la. Ủa sao lần nào cũng vậy ta? Cái đầu tiên lúc nào cũng ống xịn hết á. Cái thứ hai thì được hit tingu là được nè. Rồi giờ tới cái vàng come on nè. Come on. Ui cho cái nào tốt hơn được không? Ui gì đâu không vậy? Ồ cái này thì tạm ổn thôi. Rồi kế tiếp. Ui đừng có ghẹo vậy mà, cho đồ dởm không vậy? Ui không có cái nào mà cho đồ xịn luôn á. Không chịu, bây giờ mình sẽ vô trong để em kiếm thêm loot bag mở thôi. Mình nhất định phải tìm một món đồ nào đó tốt tốt một xíu chứ. Trong rương này, à nè, trong này còn uncommon nè. Với một ít cái common nữa, mình sẽ mở thử. Uncommon nè. Ừ, mắt kiến thì tạm ổn đi, tạm chấp nhận được. Chứ mấy món nãy giờ không thể nào chấp nhận được luôn á. Gì đâu gây ra đồ dởm không à. Ồ, vậy là... hôm nay mở lít bát không gây ra đồ xịn được các bạn ơi, toàn ra đồ dởm thôi. Cố lên, mình tin làm một xíu thế nào cũng có một cái cho mình đồ tốt thôi. Ra đồ tốt đi. Vẫn chưa chịu ra nữa. Cái cuối cùng nè, đó, tạo mổm, một cây sẻn, có cái gì đó sắc bén nè. Mình chưa biết công dụng của dòng Encha này nữa là gì nhưng mà mình cứ giữ tạm đi các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ ra đây dẫn từng em rồng vô trong nhà nhá. Để mấy em ngoài này hít thở vào không khí bên ngoài cũng đủ rồi. Đứng lên nè, cho ăn cho no bụng và cùng mình vô trong nhà thôi. Đi vô nhà nhá. Trong nhà có mấy em bé sói nữa nên sẽ bầu bạn chung với mấy em rồng. Rồi ở đây chơi nhá. Ê, đứng lại. Dẫn tính nào tật nấy à, gồng baby cực kỳ nghịch luôn á. Nghịch ngợm à. Phải lớn lên á thì mới bớt nghịch cơ. Nhưng mà lá nghịch á thì mình sẽ không thể nào kiểm soát được đâu. Rồi giờ thì tới gồng Terra mình dắt vô rồi, mình hết hồn, mình tưởng đâu bị lạc rồi chứ. Dẫn theo em này luôn nè, dẫn lượt hai em luôn. Rồi lên đó, một giai hai em luôn nha. Đi vô thôi mấy nàng công chúa rồng, đi thôi. Và ngồi xuống đây nha. Không chạy, đã bảo không chạy đâu mà. Ủa đâu rồi? Ui đứng yên. Ui đừng, nghịch quá à. Thiệt tình luôn á, bảo không chạy mà chạy phát ra tới ngoài luôn. Đây, đứng yên nè. Đứng yên. Ngoan một xíu được không? Giỏi thiệt sự luôn á. Đây, ngồi xuống giùm cái, cảm ơn. Ngồi xuống, còn em rồng nước đâu? Ui, chui em chóng rồi. Sao lại vậy? Đừng. Kỳ quá, sao chui em chóng rồi? Đứng yên nào. Đó, gì mới chịu nè. Bỏ tay mấy em này luôn á, nghịch thiệt sự. Mình sẽ cho mấy em rồng trưởng thành ra ngoài đi các bạn ơi. Rồi dẫn mấy em rồng baby vô trong bằng amulet mới được. Chứ không thôi là không thể nào dẫn vô được đâu. Nghịch vậy mà, ai mà dẫn vô nhà nổi. Rồi em rồng Terra đâu rồi? Đây, ở chung với rồng Terra đi. Ui. Rồng nước ra nè. Mình đặt nhầm phát cái rồng Nether nhảy vô trong luôn chứ. Đây, em mới đứng ở đây. Và ngồi xuống đi, cho ăn nè. Bây giờ mình sẽ cho mấy bé rồng ăn cái. Nãy giờ chắc cũng đói rồi đó. Và hiện tại thì vàng rồng của mình vẫn chưa full đâu. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng ấp hết mấy cái quả trứng rồng nguyên tố luôn nhá. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã đánh bại hai con boss. Thứ nhất á, là một con boss được triệu hồi từ chìa khóa kim cương. Thứ hai đó chính là một con rồng hoang dã. Nhưng mà lần này thì bé rồng lửa đã có thể phục tù rồi. Và ngoài ra thì mình đã dành một ít cái lượng máu rồng mà mình tìm được để chế tạo một cái bộ sưu tập vũ khí từ máu rồng ấy. Đây, rất là nhiều luôn nhá. Và còn vài món mình chưa chế tạo, để khi nào mình có đủ đi thì mình sẽ chế tạo thêm và cho vào bộ sưu tập sau. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.